Vâng, em là Thành Mẫn, nhân viên tại đại lý ô tô Phú Cường. Xin kính chào toàn thể quý bác tài. Thì sau lưng em đây là một cái con xe tải sắt N350 Plus với cái số loại là N350 Plus nha bác tài. Thùng hàng dài 5m3 và phiên bản thùng kính thì hiện tại là đang ra biển số rồi và chuẩn bị giao cho khách hàng ở Long An. Khách hàng đứng tên công ty nha. Thì con xe này á, nó rất là khỏe luôn so với những cái dòng xe cùng phân khúc là 3,5 tấn và cái thùng hàng rộng dài 5m3. Động cơ nó tới 160 hp lận, động cơ của Đức. Thì cái dòng xe này nó có 3 loại tải trọng cho bác tài lựa chọn luôn: 3,5 tấn, 5 tấn và 6,5 tấn chung trên một cái xác xe. Thì ở đây là bác tài bên công ty bên chị gái này nè đã chọn cái con 3,5 tấn để mình có thể đi vào cái đường nhỏ nha. Bây cái đường này nó chỉ có 3,5 tấn thôi đó, nên là con này rất là phù hợp với lại cái nguồn hàng với lại cái động cơ nó khỏe, nên là chị gái chốt ngay con này luôn. Thì qua clip này em sẽ giới thiệu sơ lược cho bác tài để bác tài có thể nắm rõ hơn về con dắt N350 Plus này nó có những cái đặc điểm nào. Bác tài mình tham khảo thì có thể liên hệ đến em sẽ tư vấn chi tiết hơn cho bác tài. Và về phần thiết kế đầu cabin thì chúng ta thiết kế cabin đầu vuông với 3 chỗ ngồi và không có giường nằm. Thì cabin N350 Plus sẽ to và rộng hơn là N350S. Và về bên ngoài thì thiết kế cũng như nhau thôi, đều có logo GAC và số loại là N350 và cả hệ thống đèn luôn. Đèn chúng ta là kết hợp nguyên một khối hình chữ Y với đèn pha cốt và xi nhan. Bên dưới là đèn sương mù thanh cản của chúng ta luôn. Đây là một cái thanh mạ chrome ở ngay cái chỗ hốc lấy gió để làm mát động cơ. Và về phần gương chiếu hậu thì chúng ta cũng trang bị gương hợp bảng lớn với hai gương là gương phẳng và gương gầu lồi, giúp bác tài mình quan sát hết ở xung quanh đầu cabin. Thiết kế nhỏ gọn, chúng ta có thể gặp ra gặp vô được nha bác tài, rất là tiện lợi. Thì đây bác tài có thể xem sơ qua cái phần nội thất của xe. Nội thất của xe thì 3 chỗ ngồi, ghế ta ghế nỉ, thiết kế như là Jack N350S và N200S. Vô lăng. Đấy. Vô lăng chúng ta là có bọc da và đây logo Jack nè. Thiết kế như là N350 và N200S. Đồng hồ túp lô với 5 đồng hồ. Và theo xe là sẽ có máy lạnh và radio FM và các hộp đựng đồ. Hộp số chúng ta đi là hộp số 6 cấp với 6 tiếng và 1 lùi. Và bên cạnh đó là có cái thắng hơi lốc kê luôn nha bác tài. Xe này chúng ta là trang bị thắng hơi lốc kê. Đây. Và tiếp theo là phần dàn chân của xe. Xe chúng ta đi lốp là DRC với cái kích thước của nó là 7.5 R16. Lốp ta sẽ bự hơn những cái lốp cát một size nha. Và con xe này chúng ta phía trước là sử dụng nhíp, còn phía sau sử dụng nhíp đôi. Phải nói là nhìn con xe cái dàn chân rất là cứng cáp. Đây là cái bình dầu của xe, 150 lít dầu bằng nhựa. Xe này chúng ta đi là bình nước xử lý chất thải ure Euro 5 nha bác tài. Đấy, khung gầm sexy là dập nguội 6.000 tấn, công nghệ của Nhật Bản. Rất là khỏe luôn. Và cái dàn lốp sau của xe chúng ta đi lốp đôi, đồng lốp với lốp trước. Và phía sau chúng ta là cầu chúng ta rất là to nha bác tài. Con xe này chúng ta có thể cổng lên đến là 7-8 tấn là bình thường, cầu rất là to. Có hai cái búp hơi, xe chúng ta sử dụng phanh hơi lốp kê. Các cái bình hơi chúng ta được giấu ở giữa sexy nha. Và trang bị thêm là bánh xe cua và hộp đựng đồ. Và về phần thùng hàng thì thùng chúng ta có kích thước chiều dài là 5m25 lọt lòng, phủ bì là 5m3. Và chiều rộng lọt lòng của nó là 2m13 và chiều cao là 2m. Con này mình đang là thùng kính nha. Đây, để em mở ra để cho bác tài tham khảo nha. Thùng kính đóng rất là đẹp luôn. Nhìn cái thùng nó rất là liền mạch. Đấy, ở ngoài là inox, ở trong là tôn kẽm nha. Ở giữa là một cái lớp mút. Sàn chúng ta là sàn sắt phẳng 2.5 ly, chúng ta sơn nhám nè. Đây là cái mui lốp gió theo xe, cái này là bác tài mình mua thêm nha.
Đấy. Và bên hông chúng ta là có cửa hông nha bác tài. Thì thiết kế phía sau xe là có đèn đuôi đó. Đèn đuôi và cái cản này là hơi nhỏ nha bác tài. Cản này là giúp xe chúng ta đấu đuôi, nó sẽ không bị cấn. Thì xe chúng ta là trang bị hai bình ắc quy. Đây, bên cạnh của xe là hai bình ắc quy nha. Mỗi bình là 12V, hai bình là 24V. Và các cái đèn ở xung quanh thùng nhìn rất là đẹp luôn, cái đèn LED. Ok, thì ngoài cái thùng tiêu chuẩn ra thì bên công ty còn hỗ trợ bác tài đóng thùng theo yêu cầu luôn, như là sàn inox, rồi bẩn nhôm chẳng hạn, thùng mui bạc, bẩn nhôm đó. Và sau đây em sẽ mở cái động cơ lên để bác tài mình có thể tham khảo thêm về cái động cơ của xe. Và đây là động cơ của xe nha, động cơ DEV, động cơ của Đức, với cái thể tích làm việc là 2.977, tương đương là 3 chấm, cho cái công suất rất là cao luôn, là 160 HP. Công suất cực đại của xe là 115 kW tại 3.200 vòng. Cái lượng tiêu hao nhiên liệu của xe rơi vào khoảng là 13-14 lít, rất là khỏe luôn nha. Xe chúng ta là nếu mà chở đúng tải này kia là 7 tấn 8 tấn, chở bình thường. Còn đối với xe 3,5 tấn là dư sức luôn, rất là nhẹ, bác tài lên ga nhẹ nhẹ thôi là phải nói là ngồi lên trải nghiệm thì rất là mạnh, xe 3,5 tấn. Và cái chế độ bảo hành của xe thì là 5 năm trên 150.000 km, tùy vào điều kiện nào đến trước. Và bác tài sẽ được tặng một cái voucher chúng ta bảo dưỡng lần đầu miễn phí. Và em sẽ xin báo giá luôn là hiện tại con xe thùng mua bạc là 540 triệu, xe thùng và thùng kính chúng ta như thế này là 545 triệu, chưa lăn bánh nha bác tài. Bác tài mình tham khảo thì có thể liên hệ đến số điện thoại bên dưới màn hình, em sẽ báo giá chi tiết lăn bánh từng tỉnh chính xác cho bác tài luôn. Và thủ tục ngân hàng hiện tại là đang hỗ trợ vay vốn lên đến là 80% giá trị của xe. Bác tài trả trước cho em tầm khoảng là 130-140 triệu thôi là chúng ta có thể lấy xe về nhà chạy hàng được rồi. Và thủ tục thì chúng ta cần có là căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân là vay được. Ok, và bác tài nào cần tham khảo thì có thể liên hệ đến em nha, em sẽ tư vấn chi tiết. Và video clip của em đến đây là kết thúc rồi. Em Mẫn xin kính chào và hẹn gặp lại quý bác tài vào những video clip tiếp theo.